Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đang có mặt trong cái video này nhé. Tôi vừa mới đưa hai đứa trẻ của tôi đi đi học sáng hôm nay, thực sự là sương mù quá nhiều mọi người ạ. Về đến nhà thì phải làm cái video này để quay cho mọi người. Trên cái kênh này thì thưa các bạn là trên này nó sẽ nói rất nhiều về chủ đề về 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 dụng cụ bonsai, Nhật. Đấy, và một số các cái cây cảnh. Cây cảnh thì chủ yếu là cây do mình làm ra, là anh em nào mà cũng có thể là yêu thích hoặc là muốn sở hữu thì cứ tự nhiên nhé. Mọi người có thể gọi điện cho mình để mình nhượng lại cho, bởi vì là mình hiểu được một cái triết lý, đó là cái đẹp thì mình hãy ban tặng cho mình, hãy tức là thiên nhiên đã cho mình cái đẹp rồi thì mình lại khởi 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 sự, tức là mình lại cũng lan tỏa những cái đẹp đấy. Mình thấy đẹp thì hãy chia sẻ cho người khác những cái đẹp. Thế thì làm sao để anh em người ta từ những cái người mà mới chưa biết gì về cây, người ta có thể mua về người ta chơi được. Đấy, thì mong muốn là như vậy các bạn ạ. Thực ra bây giờ các bạn mua một cái cây xanh đăm điền thì nó quá nhiều tiền, nó đắt tiền lắm. Một cái khúc khúc này thôi cả chục triệu. Đấy. Cái này không phải ai chơi được, cho nên là mình làm những cái cây thì nó giá nó phải chăng ấy. Đấy, để cho anh em đều có thể sở hữu được để chơi. Đây, hôm nay thì lại nói thực ra là cái câu chuyện về dụng cụ bonsai hay là kìm cạp này thì các bạn, nếu một số các bạn xem nhiều rồi thì bạn bảo suốt ngày nói này. Thực ra là cứ mạnh dạn chia sẻ mọi người. Đấy. Thế thì tại sao mình lại nói nhiều về cái công cụ này? Bởi vì là đằng nào các bạn chơi cây ấy, thì đằng nào bạn các bạn vẫn phải có một cái bộ kìm để bạn chơi. Đấy là sống còn rồi, chắc chắn một điều như vậy. Có thể bây giờ bạn xem video này bạn chưa mua, nhưng mà đến một thời điểm nào đó bạn sẽ nghĩ rằng là cái cây của mình nó đẹp như này, cái cây của mình nó như thế này, mình không thể dùng các đồ dụng cụ mà nó ảnh hưởng đến cái nét đẹp đó. Đấy, nó phải xứng đáng với cái bộ công cụ của mình trở về mình chơi. Thưa các bạn này, từ khi mà mình biết đến cây cảnh, từ những năm 2010 là mình đã tìm hiểu rất là sâu. Và lúc đó các bạn, cái tư duy đầu tiên đó là mình mong muốn là sở hữu một cái công cụ, một cái bộ dụng cụ để về mình chơi. Mình đầu tiên là mình chơi, mình trải nghiệm. Mình thấy cái đội Nhật nó làm mình mê lắm các bạn ạ. Mình thấy cái đội nghệ nhân của Nhật họ làm bằng cái công cụ này mình rất mê, tức là mình rất là mê cái công cụ của nó đấy. Các bạn nhé. Thì năm 2000 năm 1900 xin lỗi là năm 2012 10 11 gì đấy. Thì mình có vào cái vườn gọi là anh Toàn Toàn Trần ở chỗ Huỳnh Thúc Kháng. Thế sau đấy làm quen với anh thì anh đưa vào nhà. Anh cho mời mình uống nước, sau anh cho mình xem một cái bộ công cụ, bộ dụng cụ lúc đó là dùng kìm cạp, kìm xéo, cạp tròn, đấy, kỵ cưa, tất cả mọi thứ, cảo, mọi thứ đều là bộ của Kenesin và nó là thép trắng các bạn. Thế mình hỏi thì thép trắng này thì anh để trưng bày anh không 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 chơi, vào không, cái bộ này anh dùng để ngắm thôi. Chú là cái người mà lần đầu tiên được xem bộ dụng cụ này, mà lúc đó các bạn biết không? Một cái bộ đấy là nó 11 triệu đấy, gồm mấy bảy tám món gì đấy, 11 triệu. Đấy, bộ cao đấy từ những năm đấy rồi đấy. Thì mình bị ám ảnh, chính xác là bị ám ảnh từ cái thời đấy. Mình bảo kiểu gì kiểu mình sẽ sở hữu một vài một cái món đồ đấy, bởi vì nó quá đẹp và mình xem rất nhiều các video của Nhật Bản nó làm. Ông nào cũng có một cái công cụ rất là hay, rất là tuyệt vời, bởi vì cái cây nó đẹp chắc chắn nó phải nó một cái phần nào góp phần từ bộ công cụ, chắc chắn rồi, không thể chạy đâu thoát các bạn nhé. Thế thì mình cứ mơ ước lên nó. Thế cuối cùng là mình thực hiện là mua nó. Mình đi tìm rất nhiều nơi, xuống cả phố cổ lúc đó thì mình xuống cái phố gọi là phố Thuốc Bắc. Phố nó bán chuyên đồ sắt. Nhưng mà đi tìm cả phố không có. Thế các bạn không có. Sau này internet phát triển, mạnh mẽ nhất năm 2012. Thế thì mình lên mạng mình tìm kiếm, mình vào diễn đàn mình kiếm thì anh em nó bán đồ. Thế thì mình sở hữu ngay cho mình một bộ gồm ba cái món, gồm kim cạp này, cặp
cặp tròn này, cặp đa năng này và cặp xéo. Đấy. Sau này thì mình mua rất nhiều bộ khác nữa. Đấy. Thế thì đầu tiên là mình trải nghiệm nó, mình thấy nó quá tuyệt vời, nó xứng đáng để mà chúng ta chơi, kể cả các bạn chưa có kinh nghiệm về chơi cây cảnh. Đấy. Thì mình thấy mình xứng đáng để xài. Cho nên là mình cảm thấy là trong những là từ năm 2013, 12, 13 mình mua nó về rồi, mình dùng nó hết tuyệt vời. Thế thì gọi là sự hữu xạ tự nhiên hương thì mình rốt dùng tốt rồi. Thế để chia sẻ cho anh em thì hầu hết là mọi người đón nhận rất tốt, chưa thấy ai phàn nàn và chê trách gì cả. Cái hàng này thì thực sự quá tuyệt vời luôn. Đấy. Nó chính hãng. Các bạn biết là trên thị trường hiện nay có vô vàn các cái sản phẩm tương tự như này, thậm chí nó làm giống hệt này luôn. Nhưng mà giá các bạn biết giá mà được, bạn có thể bỏ ra 500, 600 nghìn bạn mua một cái rồi. Đang thực sự các bạn. Đấy. Trên thị trường hiện nay những cái hàng nhái nó làm đẹp lắm, nói thật với các bạn làm đẹp vô cùng luôn. Nhưng các bạn dùng có vài lần thôi là các cái đầu này nó bị gãy hết, nó hỏng hết và nó không nó rất nhanh hỏng, tóm lại là nó bị trơ dơ ra. Đấy, nói thật với các bạn thế. Đấy. Cho nên là tôi trải qua hàng rất rất nhiều các cái bộ công cụ rồi, kìm kéo các kiểu rồi. Nhưng mà phải nói là dùng hàng Nhật vẫn là rất tốt. Bởi vì sao? Bởi vì cái công cụ này, cái bàn tay của chúng ta nó rất là nhỏ nhỏ xinh xinh. Người Việt Nam với người Nhật Bản thì về cái khẩu tay nó rất giống nhau. Cho nên là nó thiết kế cho chính xác là cho người châu Á chúng ta dùng. Đấy. Và có quan trọng nhất là nó tính cái tuổi thọ, nó tính cái tuổi thọ một cái công cụ này. Các bạn nó có cái hãm này. Đấy. Đấy, khi nào mà các bạn dùng nó mòn mà nó chạm cái hãm này, tức là chúng ta không thể dùng được nữa và chúng ta phải thay thế. Đấy. Nên là mình thấy là Nhật Bản nó rất thông minh, tóm lại là như vậy. Và các bạn biết là một cái công ty hay một cái xưởng sản xuất nó giống như một cái xưởng, nó một giống như một cái khu làng nghề, cả một làng nghề. Thì trong đấy nó có các nhiều thương hiệu khác nhau, ví dụ như là Kenasin này, Kikuwa này, Masakuni này, Himiki này, rất rất nhiều. Đấy. Đấy. Nên là cái làng nghề như vậy thì nó mỗi một công ty thì nó có sản xuất các cái mẫu khác nhau, nhưng về tựu chung ấy là các cái thép mà do các nghệ nhân họ làm, họ tôi được cái thép rất là cao cấp. Đấy. Rất là cao cấp đấy, mà làm thủ công hết các bạn, làm thủ công hết. Các bạn tưởng tượng như làm bằng tay thủ công mà nó làm như thế này thì nó khủng khiếp như nào các bạn. Đấy. Đặc biệt là cái này này, nó vét ở lòng thuyền này. Sờ và nó không có vết cợn cợn này. Đấy. Rất là hay, nói chung mình rất là hài lòng. Một cái điều thú vị nữa là gì, mình là cái người mà chơi cây, mình là người làm thực tế, cho nên là mình biết cái công cụ nào nó hữu ích cho mọi người, mình dùng nó tốt rồi chắc chắn là người khác dùng sẽ thấy tốt đấy. Đấy thì mình đã thử nó và rất nhiều anh em trong 2 3 năm vừa qua thì mình đã giúp đỡ rất nhiều mọi người, anh em đã sở hữu cái này rồi. Cho nên là các bạn hãy tự tin để dùng, bởi vì trước sau thì bạn vẫn phải có cái công cụ này đấy, trước sớm hay muộn thôi. Đấy, cho nên là thôi, cũng mình cứ lan tỏa những cái điều nó tốt đẹp nhất cho anh em. Thì đi giá, tất cả giá này, về thông tin về giá là một, các bạn vui lòng inbox nhé. Tại sao một số anh em nói là tại sao không công bố giá, bởi vì tôi tôn trọng tất cả các bạn mua trước đấy. Bởi vì giá thời điểm video này thì nó có thể nó khác, nhưng mà sau 3 4 năm nữa giá nó khác, bởi video này tôi sẽ để mãi trên kênh này mà. Giá nó sẽ khác, cho nên là mọi người cứ phải inbox và cái số điện thoại là 0982 786 836 hoặc là Zalo nhé. 0972 86303 thì các bạn liên lạc với tôi Zalo cũng ok. Đấy, thì tôi sẽ gửi cho mọi người. Rồi, buổi sáng nay thì chỉ có vài thông tin như vậy thôi. Chúc các bạn thành công nhé. Và hãy nhớ này, chia sẻ video và đăng ký kênh giúp mình nhé, để không bỏ lỡ các cái video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều.